người Lật Mặt 4 là phim ma hả? Người ta kỹ nói từ này Hạp Hạp là theo luôn đó, phải nói là khách. Vậy phải gọi là phim gì? Phim khách. Gì ba? Chưa nghĩa gọi phim ma. Ui. Ai cũng phải xếp hàng. Anh, con này hay quá. Để em làm chuyện cho ba má em coi. Không được coi phim. Alo, ai đây? Mọi người nói to lên. Ở đây âm thanh 7.1 thì không nghe thấy gì hết. Ê, nhân viên ơi, chỉnh nhỏ cái nhạc xíu, nói chuyện điện thoại đấy. Ở nhà có khách hả? Cái gì đây? Alo, khách khứa gì? Ở đây có khách rồi, đừng gọi nữa. Khối cỡ này mà chịu không nổi với tụi nó đó. Trời ơi, đồ cuốn của tôi mà nó không tha nữa.